Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy ôn hàm toán lớp 1 dành cho học sinh lớp 1 lên lớp 2. Hôm nay chúng ta sẽ làm là đề khảo sát số 4. Khoanh tròn ngoài chữ cái, đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, số gồm 4 đơn vị và 6 chục. Chú ý nha, thường thường người ta họ hay viết là chục trước và đơn vị sau, nhưng mà cái này người ta họ cho là đơn vị trước là chục sau. Như vậy là 60 là bằng 60, 60 với 4, với 4 đơn vị là 64. À, câu B. Câu số 2, số lớn nhất trong có số sau là hàng chục 5, hàng chục 3, hàng chục 4, hàng chục 1, như là hàng chục 5 là hàng chục lớn nhất. Như vậy là con số 50, câu A. Câu số 3. 2, 12, 22, rồi tới 42, rồi tới 52. Giờ chỗ này là 2 tới 12, rồi 12, 2, rồi tới 32, 42, 52. Như vậy ngay chỗ này thì chúng ta 2 ta cộng cho 10 là bằng 12. 12 ta cộng 10 là bằng 22, 22 ta cộng 10 là bằng 32. 32 ta cộng 10 là 42, 42 ta cộng 10 là 52. Như vậy ngay chỗ này nó là con số 32. Câu số 4. Giờ vào học buổi sáng là 7 giờ. Sáng nay Minh ngủ dậy muộn nên đến lớp học muộn mất 1 giờ. Minh đến lớp học lúc mấy giờ? 7 giờ học mà muộn 1 giờ là 8 giờ. Đó, 8 giờ. Muộn 1 giờ là trễ. Trễ tới 1 tiếng đồng hồ luôn. Câu số 5. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác? 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 hình tam giác. Câu số 6. 5 bỏ một cặp bánh chưng vào trong một chiếc hộp hình lập phương thì vừa đại hộp. À, cặp bánh chưng vào đây, đại hộp. Năm đo được chiều cao của mỗi chiếc bánh chưng là 5 cm. À, chiều cao của chiếc hộp là như vậy là bao nhiêu đây? Như vậy chiều cao là từ đây tới đây này là 5 cm. Nào. Như vậy cái này cũng 5 cm nữa. Như vậy chiều cao là mỗi chiếc bánh chưng là 5 cm, như vậy đây 5 cm nữa. Như vậy hai cái bánh chưng này bỏ vào đây là vừa đầy đầy hộp đó, vừa đầy. Mà mỗi cái này là 5, như vậy là 5 ta cộng 5 là bằng 10. Như vậy cái chiều cao của cái hộp này là bằng 10 cm. Câu D. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 1 tính 25 ta trừ cho 12, 5 ta trừ 2 là còn 3. 2 ta trừ 1 còn 1. 57 ta trừ cho 43, 7 ta trừ cho 3 là còn 4. 5 ta trừ cho 4 còn 1. Cái này chúng ta làm bên trái qua phải. 11 mà ta cộng với lại 54. 5 65. 65 ta trừ cho 32. Còn 3, 33. 23 mà ta trừ cho 10, như vậy là còn lại là 13. 13 ta cộng với 35, 8, 48. Bài số 2. À, đây là dấu trừ, thì đây là cái số trừ, đây là số bị trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu. Như vậy ta lấy 47, ta trừ cho 12. 47. À, ta trừ cho 12. 5 3 35. Bài này 14 ta cộng với bao nhiêu chỗ này? Rồi
Từ 76 là bằng 20. Như vậy chúng ta xem như chỗ này. Được. Nó là số bị trừ. Thì muốn tìm số bị trừ thì ta lấy hiệu ta cộng với số trừ. Như là 20 ta cộng với lại là 76. 6, 9, 16. Như vậy cái tổng này nó là bằng 96. À, cái tổng này nè, nó là bằng 96. Như vậy là hiện tại đã có là 14 rồi. Như vậy ta lấy 96 ta trừ 14 thì ra con số này. À, 96 ta trừ cho 14. 2 82. Vậy 14 ta cộng cho 82. Rồi sau đó ta trừ 76 thì ra là 20. Chúng ta qua bài số 3. Điền dấu lớn dấu bé chữ bằng. 98 ta trừ cho 20. 8 78. Còn này 82 vậy, 82 lớn hơn. 56 ta cộng 11 bằng 7. 67. Cái này là 70. À, 67 bé hơn 70. Bài số 4. Mẹ hái lê bỏ vào túi, vào 4 túi xanh, tím, vàng và hồng như bức tranh. Đây. Xanh, tím, vàng và hồng. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có là 24, 21, 25. Còn cái này thì chưa biết. Nếu thêm 4 quả lê vào túi xanh thì số quả lê ở túi xanh và túi tím sẽ bằng nhau. Hỏi trong túi xanh có bao nhiêu quả lê? Thêm 4 quả vào đây thì người ta nói là túi xanh là bằng túi tím. À, túi xanh là bằng túi tím. Như vậy ta lấy 24 ta trừ cho 4 là ra chỗ này là 20. Vậy là 24 này ta trừ cho 4 này. Vậy là bằng là 20. 20 trái. À, ta cộng thêm 4 thì ra bằng này. Trả lời là túi xanh là 20. 20 quả lê. Câu B. Mẹ đặt các túi lê vào hai chiếc thúng gánh ra chợ bán. Mẹ nên đặt các túi lê nào vào cùng một thúng để khi gánh không bị nghiêng. Bị nghiêng thì có nghĩa là bên này số quả lê cho nó bằng nhau. Bên này và hai bên này nó bằng nhau cho nó khỏi bị nghiêng. Nghiêng thì khó gánh. Thì trong này thì chúng ta sẽ có 4 túi. Thì chúng ta sẽ tìm hai con số cộng lại nó sẽ bằng nhau. Rồi chúng ta xem lại cái chỗ này. Rồi chỗ này chúng ta sẽ có là 20, được không? Chúng ta thấy chỗ này nè, hai con số này cộng lại là bằng bao nhiêu trái đây? Như vậy là 45. 45 trái. Rồi hai cái túi này thì cộng lại là bao nhiêu đây? Nó cũng là 45 trái. Như vậy là hai bên là đầy 45 trái thì nó sẽ cân bằng nhau. Rồi như vậy là hai cái này chúng ta sẽ để cùng thống. Hai cái này chúng ta sẽ để cùng thống. Như vậy chúng ta sẽ là màu xanh và màu hồng cùng thống. Túi xanh và túi hồng. Và chỗ này chúng ta sẽ có là túi tím và túi vàng. Túi tím và túi vàng. Thì nhắc lại chỗ này là mục đích là số trái lê này nó sẽ hai cái bên này nó bằng nhau thì nó sẽ cân bằng nhau. Hai cái này là cộng lại được 45 trái. Còn hai cái túi này là cộng lại nó cũng là 45 trái. Như vậy cái khối lượng nó sẽ bằng nhau. Bằng nhau thì chúng ta gánh nó không bị nghiêng qua. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.